Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục 31 đường bay quốc tế đã khai thác trong năm 2019. Theo đó, Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh các hoạt động kết nối xúc tiến nhằm mở lại các đường bay quốc tế đến thành phố trong năm 2022 nhằm khôi phục ngành du lịch, qua đó phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn bình thường mới. Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn với các sở ban ngành, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan tại cuộc họp ngày 17 tháng 2 năm 2022, Sở Du lịch thành phố đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến nhằm mở lại các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Thực sự là cái nhu cầu sau đại dịch du lịch Đà Nẵng thì vẫn còn là rất là sôi nổi và vẫn còn được quan tâm. Bên cạnh đó, để làm sao cho có nhiều du khách hơn đến với Đà Nẵng thì chúng tôi phải luôn luôn đồng hành và lắng nghe các cái đơn vị lữ hành, các đơn vị tour thông qua các cái tổ chức thị trường để làm sao chúng tôi có đa dạng hóa các cái sản phẩm dịch vụ. Đối với các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Thái Lan, Sở Du lịch thành phố thường xuyên trao đổi thông tin với các hãng hàng không về tình hình khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế, phối hợp với các đối tác ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, cũng như Đại sứ quán nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp thông tin về tình hình du lịch Đà Nẵng, các chính sách mở cửa chương trình sản phẩm kích cầu du lịch để giới thiệu đến với người dân các nước. Khi mà dịch Covid đang diễn biến thì chúng tôi vẫn luôn liên tục nhận được những cái request và những cái yêu cầu của đối tác từ Hàn Quốc để cập nhật chính sách mới nhất của chính phủ Việt Nam đối với khách du lịch quốc tế, cụ thể là khách du lịch ở thị trường Hàn Quốc qua Việt Nam. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị một số những cái sản phẩm đặc thù của điểm đến để có thể cạnh tranh với các cái điểm đến khác trong khu vực. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng quyết liệt trong việc tham mưu lãnh đạo thành phố tổ chức các cuộc họp với các hãng hàng không trong nước và quốc tế có khai thác chặng bay đi đến Đà Nẵng, trong đó tập trung vào các hãng đã khai thác có hiệu quả chặng bay đến Đà Nẵng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, ngày 27 tháng 3 năm 2022, Đà Nẵng đã tổ chức đón thành công hai chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Singapore và Thái Lan, sau đó là đón đoàn 15 công ty lữ hành có uy tín của Hàn Quốc chuyên khai thác tour đến Đà Nẵng miền Trung. Đến nay, Đà Nẵng đã kết nối với 5 hãng hàng không mở lại 4 đường bay quốc tế trực tiếp tới Đà Nẵng. Cụ thể là Singapore, Bangkok, Thái Lan, Kuala Lumpur, Malaysia, Incheon, Hàn Quốc, đón hơn 80 chuyến bay với hơn 8.000 lượt khách quốc tế đến tham quan du lịch, công tác, thăm thân, phần lớn là khách Thái Lan và Singapore. Lần đầu tiên tới Việt Nam cũng như là thành phố Đà Nẵng, tôi và nhiều du khách khác được Đà Nẵng đón tiếp rất nồng nhiệt. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sẽ được đón tiếp ngay tại sân bay như thế này. Rất tuyệt vời. Tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp vì sự thân thiện, nhiệt tình của Đà Nẵng. Và tôi thật sự cảm ơn Việt Nam, cảm ơn thành phố Đà Nẵng. Thật sự rất nổi tiếng với người Hàn Quốc vì tôi đã nghe nhiều bạn bè, người thân đi du lịch Đà Nẵng về kể lại. Qua chuyến đi lần này, tôi cũng cảm nhận được rằng vì sao Đà Nẵng lại nổi tiếng như vậy? Vì đúng là thành phố rất đẹp và an toàn. Với sự nỗ lực khôi phục ngành du lịch của Đà Nẵng sau đại dịch, tôi hy vọng thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian đến. Dự kiến trong thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục có thêm nhiều hãng hàng không mở lại chặng bay quốc tế đến Đà Nẵng. Trong đó, đặc biệt có đường bay mới kết nối Đà Nẵng với New Delhi, Ấn Độ. Từ tháng 9 năm 2022, để mở ra thị trường quốc tế mới, thị trường Ấn Độ cho du lịch Đà Nẵng. Trong thời gian tới, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xúc tiến các đường bay quốc tế khác từ các nước ở khu vực Đông Bắc Á cũng như khu vực châu Á, sở lịch cũng như các sở ban ngành, các địa phương cùng các doanh nghiệp, chúng tôi đang nỗ lực để chuẩn bị các cái điều kiện phục vụ khách về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực và về sản phẩm mới để có thể phục vụ khách chu đáo và làm hài lòng khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt sắp tới, Đà Nẵng đăng cai sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 6 năm 2022 với nhiều chương trình hoạt động kết nối ngành vận tải hàng không và mạng lưới bay tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thu hút gần 600 đại biểu đến từ 110 hãng hàng không quốc tế, 200 sân bay, 30 đơn vị lữ hành đến từ nhiều khu vực. Theo đó, thành phố đã đầu tư chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện này, góp phần khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế, thu hút đầu tư du lịch đến Đà Nẵng.